chúng ta thôi chúng ta cứ coi như là chưa có mạng nào đi, mình bình thường đã rồi tí nữa đi cộng sau. Bên phía của Đạt thì mình đó là Đào Linh, đó là No One, đó là bé Fairy Bom Tiamo và ấu trùng. Trong khi đó Pentamu họ có Sunny, họ có Tôm, có Nanon phá vàm lùng. Nanon vừa hạ được Bom Tiamo ở khu vực K3 rồi. May cho Blue ở đây khi mà mẹ đã thụt vào thành công, họ ra thụt vào rất nhiều đến từ Blue. Đấu súng và người thắng là ấu trùng. Tình huống này 4 đấu 3 lợi người dành cho bên phía của đội tuyển Penta 75K với cái tác rất đẹp đó lên mình tua. Ấu trùng tiếp tục có mạng thứ hai dành cho mình khi mà anh ấy cướp được mạng của phá double kill dành cho ấu trùng. Pentablue và cái gì nhỉ? Bom Tiamo họ mượn nick thôi, mấy cái nick này bởi vì là bán online nên là cứ để nick để bán thôi, không có vấn đề gì cả. Bom thì không có vấn đề gì cả mà Bom Tiamo lần trước cũng dùng để bán chuyên mà. Hay là được nốt map này đi. Bạn hỏi anh Long hộ mình là đợi 10 phút được không? Tầm 10 phút được không? Bởi vì map này theo mình biết là sắp xong rồi. Chỉ còn một mình Đào Linh ở đây thôi, nhưng bên phía bên kia cũng chẳng nhiều hơn người là mấy, đó là một mình Tôm. Tuy nhiên thì bom đã bị rơi và 14 giây, nếu mà Đào Linh chạy sọc thẳng của bom sai A thì rất có thể là chết ngay lập tức khi mà vừa bước chân vào bom sai. Còn quyết tâm là đuổi Tôm, còn trốn đi Tôm ơi, nhưng không được rồi, chỉ còn 2 giây nữa thôi nhưng Tôm không để trốn trong tình huống này, và đó là 1-0 dành cho bên phía của Blacklist, cũng chính là đội tuyển Dark Gaming. Trai Kuro bắn lúc 7 giờ rồi. Đây là trận thứ hai của Penta 75K. Trận này là trận chung kết của Lê Minh Huế. Và Sadi hạ được Đào Linh. Hai đấu hai và cái trận này trông có vẻ nó rất cân bằng đây. Ở Huế Free. Blue, anh ấy Blue đã bị hạ khủng mít rồi. Một mình xa đi thôi, anh ấy phải đối mặt với hai thành viên mình phía bên kia đó là Bom Tiamo và ấu trùng. Bom thì bị rơi nhưng mà Bom Tiamo cùng với ấu trùng đang ở khu vực ngoài A cơ, đang ở khu vực cửa nước. Và liệu rằng Sadi có một tình huống có double kill cửa nước hay không? Và đục ra cửa nước và ngay lập tức thì Bom Tiamo rất may cho anh ấy là vừa định bước thêm một bước nữa thôi thì anh ấy cũng phải nằm. Bây giờ chia ra hai đường rồi, đó là Bom Tiamo ấu trùng. Vào và Sadi sẽ đối mặt với hai thành viên bên kia. Có thắng được hay không? Một người. Có người thứ hai không? Không có người thứ hai. Chưa thôi. Chưa có người thứ hai và flash ra. 20 giây. Vâng, một người ném HE và một người đẩy flash ra. Sadi chỉ còn 21 máu thôi và ấu trùng là người chiến thắng. Ấu trùng đã có 5 mạng của mình rồi. 2-0 dành cho bên phía Dark Gaming.
đợi tí nốt mép này. Nốt mép này tại vì tưởng Fresh Beer họ còn đang bắn nốt tí kia thì mình vào stream nốt mép này. Đậu xanh lại xếp rồi. Mạng dành cho tôm. À như vậy không xếp bởi quá 20 giây rồi. Flash vào vùng mid và rất tiếc là không thể dí chết được hai thành viên vùng mid khi để Nadol có double kill cho mình rồi. Đào Linh ở đây phải đối mặt 4 thành viên. Vâng, chạy đầu thoát. Ok, nốt map này thôi mà, nốt map chứ không phải nốt trận. Nốt cái map thị trấn bỏ hoang này đang xếp. Dở dang ra. 5 phút thôi. Một mạng Đào Linh, vâng, tình huống bắt được tên rất tốt đến từ Đào Linh. Nhưng mà Sadi và Nado còn tốt hơn cơ khi mà họ đã móc tới mông của Đào Linh rồi. 1-2 được rút ngắn xuống cho bên phía Penta 75k. Đợi xíu, thì căng. Tấn công nước có vẻ không tấn công từ No One. Vâng, 3 mạng liên tiếp lên Penta 15k. Ở đây thì chắc chắn sẽ là 5 mạng liên tiếp lên Penta rồi. Và 2 điều lên Penta 15k. Đối mặt với ai đây? Chưa nhìn thấy ai cả. Nhưng mà phía bên phải này thì tường rất nhiều vết đạn rồi. Úi giời. Cứ định di chuyển ra phát là có liên tục những vết đạn găm vào tường. Tuy là nó không trúng nhưng mà nó ảnh hưởng phần rất lớn đến tinh thần của No One. Nadol vừa hạ được bé ánh rồi. Bây giờ lợi người lại dành cho bên phía của Penta 75k. No One cứ núp ở đây làm cái gì? Vâng, vừa thả núp ở đấy mãi thì còn đỡ chết. Mà vừa lên phát thì Tôm đã ngay lập tức hạ được bên phía của của No One. Và lập tức nằm ở bên phía đặt cho mình, họ phải nằm xuống rồi. Có vẻ như là 4 à 5 3 thành công của cái 5k.